Thì anh thấy mấy thằng nhện nó có cay được không? Đấy, anh nói về nó bệnh á. Em mừng anh. Anh nói vậy là bó hai tay rồi. Bác sĩ nó bó tay. Chúng tôi cũng không sức. Cái gì nó quay từ từ. Nhưng bây giờ cứ bó hết, bó ra. Cứ từ từ anh nói. Từ từ là ngay ngoài là em không có mặt rồi thôi. Nó bảo là các chú cứ đứng im. Ai cần tiền qua. Anh nói mình dũng nghe nha. Mấy cái ông ẩn như vậy. Ông thầy bảo cái con là từ đây về sao anh bỏ này. Từ đây về sao anh không bỏ. Ôi nào, từ đây về sao bỏ. Vậy cái có cái con mẹ nào mà đen đen mà hai đen luôn đen cho con thì con cá ai gì vậy nhà con nào mà hai con cá mà chị mà mấy lần nó thấy được gì mấy xấu sao nhà em bên ngoài đó cũng bắt đầu hiện trong nhân nhân xả nước ra em rất là thèm lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Bà không đánh đây đâu. Đây có khả năng là chồng đi ăn bán đồ ăn như thế đâu. Mẹ bà hai đứa cho nữa, bà cho nữa thì là bị bỏ chỗ đi người ta. Mẹ bà giữa chị ở đây còn tên to vậy này. Em chẳng biết gì mà. Có rồi, bà cá cái gì đó đi. Không, bà mãi này, nó bà trẻ không phải. Tầm như lối hơn. Tầm đứa chị Thanh thì không phải bà ba. Bà già rồi, bà già rồi, cho anh biết kia. Bà gọi bà gọi. Bà gọi ông. Không, bà gọi ông nhưng ông. Bà gọi nào có chí đâu phải không? Bà là chị bà gọi cho bà ông. Bà gọi ông cái này à. Ờ, em béo hay gì? Em trai nhà gì mà hát bà gọi nhá. Em trai á? Em trai nhà Xuân Hòa mà? Không, em trai nhà hát gái gì nhà tôi nói mày không đúng rồi đêm à anh nhà hạnh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái nhà Ngọc Ngà với Tô Minh Tân này dẫn người con trai với thằng con rể đi hát cao kêu ôm vào đứa thằng ấy là thằng bố là thằng cả, thằng con trai là thằng thứ hai và thằng con rể là thằng thứ ba. Đấy, bố vợ dẫn con rể đi hát cao kêu ôm vào rất kiểu là anh em. Nhà Ngọc Ngà bài bao quá thì không biết nhà Minh Hạnh nữa, nhà Minh Hạnh không biết nhà Minh Hạnh anh bảo cái ca kêu mà về quá quên chưa kéo à, trời kéo ở ngay hỏi vậy có một vài quán đường đâu Quảng Đại mà em chỉ biết là nhà nhà gì nhỉ, nhà gì chị bé nhà đấy là nhà gì à, nhà gì không nhà gì ở dưới lối nhà bà Lít à, đó là hả không phải nhà ông nhà gì nhỉ, nhà gì mà quán cà phê kê ở như là như ở đúng rồi Yến Công cái đồng nghề gì chị là cả làng có đại cháu ai cũng biết là Yến Công là nhiều để chỗ nào mà đi đấy, chỗ nào mà đi đấy. Đất mà đây này chú mua 20 nghìn như này đi lại chỗ trường mới đi. Không nghe đâu. Tầm tơi cũng 12.000 nhá. 15.000. 15.000 nhá. 15.000 mà tím mới thôi. Tím mua quả dưa gà rồi chú lại mua mấy cái thảo. Ừ. Cá. Anh ơi, ngâm nồi cơm đi anh ạ. Tí nữa vào đánh. Chưa. Ăn sáng rồi nhà cháu ăn muộn mà. Hai vợ chồng nhiều hôm á, chả ăn cơm mà nấu mì tôm ăn. Hai vợ chồng một cách không dễ. Có người chồng á, phải nấu cơm với ăn thế. Để bố tím để bố đẻ đi, phải nấu cơm ăn rồi. Không để cho ông dễ. Nó để cho ông tùy từng người. Ông vệ để ông vệ khó. Tùy từng người. Không như chị thím đấy, ai mà đầu họ. Chồng cho ông đầu họ. Nhưng mà xong nó tùy từng người. Nhưng mà nói chung là con trai thì người ta vẫn thích ăn cơm hơn là ăn ăn lặt vặt như mình. Mình lại ăn lặt vặt nó vẽ bụng rồi. Đứng vẽ bụng rồi. Cái nhà khoai có áo thì Noel cơ đấy. Bây giờ mặc vừa vừa. Ừ, cái năm ngoái có tiền rồi thì mua nhá nên năm nay toàn mặc quần áo cũ mà. Không có tiền thì mới vậy chứ sao. Thầy cháu đang là nữ gần 2 tháng nó mới đẻ mà chồng cháu đi kêu đi mua quần áo cho thằng bận mà. Ừ thì cắm luôn đấy. Đấy mua đấy. Mua hôm nay giặt hết. Hôm qua bây giờ để sớm hay để muộn nhưng mà cháu có đồ của con nhím rồi cũng đỡ. Ừ. Thế nhưng mà chủ yếu mình sắm cái đồ thôi, còn nữ hai bớt đi phần nào. Những phần nào sắm hết bao nhiêu triệu tiền đồ cho nó đấy. Bây giờ thêm đi với bà Thoa rồi, sắm 3 triệu bằng một con da kim. Cũng có tí cả. Cũng đi sinh mỗi thứ một ít chứ không phải cũng có nó đâu. Cháu đi sinh nhiều. Nên là cháu thêm nhiều sinh mà mỗi thứ một ít. Bò. Cũng mua một ít thôi, cũng chả mua nhiều. Uầy. Đây sinh của chị gái là cháu ấy. Chị muốn sinh rồi ha, chị họ nhờ nó bác cũng sinh một đứa tí. Đợt có mua 20 tả mà cô dùng mấy mà. Không được tả. Ít dùng tả người ta đừng biết. Mà y chứ mình mới biết đó, mình mới người mới đĩa nó thì biết chăng nữa. Ừ. Ai mà luôn. Chứ mà mình người ta đĩa chứ người ta nói mình mua thôi chứ mình cũng biết mua. Mà đấy mua 20 cái ít ạ. Ừ. Không, mùa hè là quấn tả nó mát thoải mái. Nhưng mà mùa đông là quấn mặc đĩa. Lúc đĩa nó chín lên 10 rồi thì nó cũng khô xe lạnh rồi. Lúc khô xe lạnh rồi. Có năm nay năm nay nó nóng lâu rồi. Nhà đấy có mấy cái khác mà cứ để đăng nhanh nha, ghét vậy chứ. Đó, người đang làm nhà đó. Trước rồi kiếm thay lên một nhà thì mùa đông là không nước thì chỗ đây cháu đi
nước là cháu có sang ngoại đâu mà nước mì nước chết. Lại ngại mì chết mì vịt lấy lá vào nhà tổ rồi mì chết chết thôi thôi ông đánh cho tôi đó, ông xẻo chim đi thôi không đi cho nó rồi đây tát tôi giày cho nó ấm chắc là nó đi tát nó cứ nổi ra thôi. Mẹ mặt vừa bị mông nhím không? Quốc. Ờ, nhím không, dùng không, không dùng nữa rồi cho. Không thấy đưa hồi chú mày mãi cho mình con hà đưa. Thì hồi bữa cháu cho thì nói hồi má đi trả lời. Dạ. Yeah. Đây con nhím không không đái dầm nữa đây là cho. Không lấy dầm nữa để đỡ tìm điểm. Con làm con điểm cũng 200.000. Cái túi đấy trong mùa 200 mấy, 270 Ừ, 270. Đang chỗ nó bán 280 luôn. Ừ, 270. Chứ một thùng loại đó mà 270 mình nghĩ chứ mình để cho thằng để cho con cún mà con cún thì ở nhà nó có tiền thôi chuyển mẹ đây cho thằng khoai con mà con cún đích nó làm to đâu mà mặc vừa đấy là ở đây là thằng XL nó chứ thôi cho con thằng khoai nó mặc tạm nó mặc quẹn rồi đang được nửa mặt nhá nửa bình nhá mặc quẹn vậy thì con đã đi nó mới toàn dùng đồ hàng hiệu thôi nó làm gì mà dùng nó làm gì là dùng dùng hàng lại mệt thế lại thôi nói chung là ai cho cháu thì cháu lấy hết cho cả vậy mà hôm qua bữa sinh nhật nhím được cái con hiêu à siêu nhún nhún đấy cô nhà ngoại ai chua muốn lấy thì muốn lấy trả trả mặc quẹt lại nuôi dễ ạ. Ừ, đúng rồi mặc hơi người này kia bạn cháu trong kêu là vào trong nó lấy quần áo con nó mặc nhưng mà anh hứa là con nó cũng là con gái anh nhím thì cũng có rồi thôi lấy làm gì thôi để mua thêm đi bà lên chỗ ấy à kia nó lại ngại rồi nhưng mà bác tính tại vì nói không nói kiểu không đâu ở đâu cái miễn nói con sao nữa quay cái gì quay thì quay gì mà 5 triệu
em biết chưa? Tào lao cũng trần làm lắm này cũng khá nhiều đấy. Bác Quang nó cũng ra ngu ra quái lắm mà, quái văn lắm mà. Kêu gì Nguyên với chị Nga đợi cho bà, từ tiếng giờ chị Nguyên chưa bớt chân cho bà đây mà. Kêu ở dưới thôi lên tầng đi cho bà của anh đây đi, con đi cho bà của đây. Lên tầng ông ở được bố đó mà. Con đứng dưới thằng kêu gì Nga dậy nhá. Kêu gì Nga dậy đi dọn nhà đi nha. Kêu gì Nga với gì Nguyên, à gì Nguyên trước ở dưới tầng đi. Kêu gì Nguyên ở trong phòng ấy này. Bà điện lên. Để cho gì mấy người vào bất thường mới nằm được. Dì Nguyên lau nhà còn dì Nga tốt nhà không có, dì Nguyên đang bị vậy, dì Nguyên nó bị gò chỗ vết thương. Dì Nguyên lau cho đỡ bụi. Anh ơi, cái gọi những gọi cho dì Nguyên mắc xong có chút cho dì Nguyên sao rồi. Dạy lau nhà, dì Nguyên lau nhà, còn kêu dì Nga quét nhà. Nga ơi! Nga! Nga ơi! Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ em đang quay cho các bác xem là đây là cái cảnh là chế bô mọi người này. Đấy, cái bô này thì nó bị gãy ở đây rồi này. Nó gãy ở cái đoạn này luôn. Cái gì vậy? Nghe cái tiếng máy cắt là kết người. Mỗi lần quên qua bản đấy, quên lúc về nhớ. Thế còn đây thì bắt đầu là hàn sắt, hàn cái đoạn này lại mọi người này. Nó là gang pha sắt kẽm, nhưng mà gang kẽm gang nó lại giòn. Đây, bây giờ đang điều chỉnh cái ngọn lửa mọi người này. Điều chỉnh ngọn lửa cho nó ra đúng lửa mới được. To quá cũng không được mà nhỏ quá cũng không được. Nhưng mà anh Hà nó dưới gạch hoa vậy nổ đây. Nổ gạch đấy. Đâu ra làm đâu đi. Khổ, cặp cái rất khổ nhỉ. Không kê đây nó bị nổ. Nếu nhờ được thì dễ. Mà nói gì nữa, có xuống luôn nhét vào. À, dạ, nhét vào biết cái gì đâu. Biết. Nhét vào đâu. Bên thẳng cái rồi. Đấy, ngày tôi tài bắt.
Này cái đấy nó đã hơi bám vào nhau rồi nhé. Nung thì cho sắt nó chảy ra để cho nó bám vào nhau. Bây giờ sẽ dùng cái que hàn này. Dùng cái que hàn này để chấm vào, bịt những cái khe hở đấy lại. Thổi cho nó chảy ra cho nó bịt chính cái khe hở đấy lại nha mọi người nhé. Hàn cái này thì nó khá là đau mắt đấy mọi người. Khói hàn nó bay vào mắt thì rất là đau. Đấy các bác xem nó như kiểu pháo hoa ấy, pháo hoa nó phọt ra. Đấy thì công đoạn bây giờ là tiếp theo sẽ là gắn cái ống tiếp to vào mọi người nhé. Cái này thì nó đã bị gãy rồi, nó bị mục ra, nó gãy mất rồi. Đấy, đây là cái vết hàn này. Cắt cái đoạn nó bị vỡ đi mọi người nhé. Cắt cái đoạn thủng đi. À thì ra đấy thì nó đút vừa vào cái này luôn. Đấy. Nó sẽ vừa cái đấy luôn mọi người ạ. Alo. Alo cái đòn. Được nhá. Như giáo sư tiến sĩ. Chết chứ. Dùng cái nào em? Cái gì? Cái này có, cái này có đâu được mà làm đâu gì? Cái gì? Cái này có đâu? Cái gì? Cái này có đâu? Có rồi. Thế thì bây giờ đang ướm vào thử coi là nó đến đâu mọi người ạ. Bây giờ bác ấy vẽ ướm rồi đánh dấu rồi cắt đi rồi mới hàn lại được. Xe ở biển này là nó hay bị dí lắm mọi người. Đây nó chóc hết sơn rồi này. Lọc cọc ở trong ấy à? Đấy, như vậy là bây giờ mình sẽ lắp vào là sẽ hoàn thiện được làm cái bô xe mới luôn nha mọi người nhé. Đây thì ok mọi người này. Bye bye các bác, hẹn các bác những cái video lần sau thì có cái gì hay ho hơn thì em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Tạm biệt các bác, hẹn các bác những video lần sau nhé. Muốn để vợ con làm lắm chứ nó đéo làm. Này nó không làm nó thôi, đừng ăn nó.
cho nghỉ vậy gì con muốn nó làm lắm đấy nó không làm lắm con người không làm gì làm đi ơi vậy là ngày của phụ nữ là đàn ông mà cứ vậy là hạnh phúc lắm như này. Sao mà bây giờ ngày đó hạnh phúc là ồ thì cái ngày đó ngày phụ nữ mà ba tú mấy ngày phụ nữ hay ngày bình thường ba tú mấy đây tôi xin các chị cứ bớt lời đi làm gì bớt lời đi ba tú cái lời anh đang nói tôi suy nghĩ chứ thì hãy nói ba tú ít lời mà làm ít căng thẳng làm như thế ba tôi nó nhiều lắm không bằng ấy chồng anh nhốt là cẩu đấy nó chỉ có hầm với thần kinh nó mới nốt thôi trời ạ à. Hầm với thần kinh nó mới nốt thì tự nhiên là nó mới nốt thì không ai tự nhiên lấy nó tự nhiên nốt theo mẹ không biết về đồ hầm gì số không hiểu ý chồng nhé người ta tay tay lo vậy không muốn về thì về thì tự mà đi về thì mỗi người mỗi xe đồ hầm đồ dở đi có phải là lúc nãy dọn xong chưa chưa đang rửa bát ở đâu bữa nào hầm hầm tí vậy ấy đang lúc cái cơn hầm lên ông sao mà cả... ăn nấu nhiều vậy hả? Mình biết kiểu gì lão xem vậy nên mình hỏi tám là vậy hôm qua Long nấu gì nấu thấy ít người ăn kiểu gì Long cũng nói đúng không anh tám ừ ra lúc thì đi ăn đặt ký mấy con không chào rửa lần nữa đó, chào đá con ở đây cô mà có tay nào nướng nấu thì không vài có vài tay kia vài tay tay công tay tùng tay long là vài tay đấy là mạnh mạnh mẽ thôi chứ còn ăn cái gì đấy thôi cứ về ăn cơm đi ăn tối ăn cơm tối nước rượu sao vào mua ngô rồi mình nước nữa ngô giờ này còn lắm sang cái biển hồng có mà giờ hôm qua chiều hôm qua em ấy thì mua ngô mà có đâu à ờ đi chợ nước về họp cùng cho người nhưng mà cũng có đây thì bóng hàng giờ ý là hôm bữa thì cái đầy nó mong bóng rồi còn hôm nay không biết trời ơi này thôi anh nào ăn bao nhiêu loạt đi này đây đây cái này không ngon đâu đây, đây, càng ngon đây, ở đây đây. Không ngon đâu. Cái nào? Cái nào được, cái đấy, cái ngon là mềm, chọn nó cái ngon đấy. Cái nào được? Không chưa? Hai nữa. Đây đây. Đó, đây này, chúng mua 20 nghìn như này. Đi lại chỗ trường mới đi. Không nghe đâu. Tầm tơi. Tầm tơi cũng 12.000 nha. 15.000. 15.000 nha. 15.000 mà tiếp mình thôi thôi. Tiếp mua quả dứa gai, quả chua lại mua mấy cái cá ăn thôi. Anh ơi, ngâm nồi cơm đi anh ạ. Tí nữa vào đánh. Cái nồi cơm không? Chưa. Ăn sáng rồi nhà cháu ăn muộn mà. Hai vợ chồng nhiều hôm á chả ăn cơm mà nấu mì tôm ăn hai vợ chồng một cái không dễ lắm người ăn chồng á là phải nấu cơm với ăn thế bố tím này bố đĩa đi này phải nấu cơm ăn rồi không để cho ông dễ nó để cho ông tùy từng người có ông vệ này ông vệ khó tùy từng người đó ông nhìn chị tím đây ai mà đồ họa không có chồng nhóc đồ họa mà xong nó tùy từng người nhưng mà nói chung là con trai thì người ta vẫn thích ăn cơm hơn là ăn ăn lặt vặt như mình này ăn lặt vặt nó vẽ bụng rồi nó vẽ bụng rồi cái nhà khoai có áo đi Noel cơ đấy bây giờ mặc vừa vừa á năm ngoái thì có tiền rồi thì mua nhá này năm nay tuần nào mặc quần áo cũ mà
không có tiền gì mấy vậy chứ sao. Thầy cháu đang gần nữ gần 2 tháng nó mới đẻ mà chồng cháu đi kêu đi mua quần áo cho thằng bận mà. Ừ thì đấy mua đấy, mua hôm nay giặt đấy. Hôm qua bây giờ để sớm hay để muộn nhưng mà cháu có đồ của con nhím rồi cũng đỡ. Ừ. Nói chung là chủ yếu mình sắm cái đầu thôi, còn thứ hai bớt đi phần nào. Sắm cái đầu sắm hết bao nhiêu triệu tiền đồ cho nó đấy. Bây giờ thím đi với bà Thoa rồi, sắm 3 triệu bằng một con da chim. Cũng có tít cả, cái da chim bằng cũng đi xin mỗi thứ một ít chứ không phải cũng có nó. Cháu đi sinh nhiều nên là cháu đi sinh mà một thứ một ít. Bò cũng mua một ít thôi, cũng chẳng mua nhiều. Uầy đây sinh của chị gái là cháu ấy. Chị cũng sinh rồi ha, chị họ nhờ bác cũng sinh một chút ít. Đợt có mua 2 chục cái tả mà cô dùng mấy mà không được tả. Bây giờ ít chục tả người ta đừng biết. Y chứ mình mới biết đó, mình mới gọi là mới đĩa thôi, mình biết chăng nữa. Ví dụ ai mà gửi luôn. Chứ mà người ta đĩa trước người ta nói mình mua thôi chứ mình cũng biết mua. Mà đấy mua 20 cái thì ít ạ. Ừ. Không, mùa hè là quấn tả nó mát, thoải mái. Nhưng mà mùa đông là quấn mặc đĩa. Nên lúc đĩa nó chín hơn 10 rồi thì nó cũng khô xe xe lạnh rồi. Chưa lạnh rồi. Năm nay nó nóng lâu rồi. Nhà đấy có mấy cái khác mà cứ để đang nhăn nha, chết vậy chứ. Đó, nhà đang làm nhà đó. Trước mình kiếm thay lên một nhà. Mùa đông là nước trong chỗ đây không có nhiều chơi con nước. Nước là cháu có sang ngoại đâu mà, nước lại ngại. Mì chết, mì vịt lấy lá vào nhà tổ rồi, mì chết thôi. Thôi ông đánh cho tôi đó, ông xẻo chim đi thôi. Không đi cho nó rồi, tôi đắp tôi giày cho nó ấm. Chắc là nó đi, chắc là nó cứ nổi cả thôi. Mặt vừa bị mụn nhím không? Quốc. Ờ, nhím dùng không dùng nó là cho. Không thấy đưa hồi chú mình bán cho mình con Hà đi. Thì hồi biểu hồi cháu thì nói hồi má đi trả lời. Dạ. Yeah. Đây con nhím không đái dầm nữa nên là cho. Không đái dầm nữa để đỡ tiền bím. Con làm con bím cũng 200-300 nghìn. Cái túi đấy trong mùa 200 mấy, 270. Ừ, 270. Đang chỗ nó bán 280 nữa. Ừ, 270. Chứ một thùng loại đó mà. 270. Mình nghĩ chứ mình để cho thằng để cho con cún mà con cún gì. Ở nhà nó có tiền thôi, chuyển mẹ đây cho thẻ thùng khoai. Con mà con cún đích nó làm to đâu mà mặc vừa đấy là ở đây là 2XL. Ừ. Nó chứ thôi cho con. Thằng khoai nó mặc tạm, nó mặc quẹn vậy. Đang được nửa mặt nhá. Được nửa. Nửa bình nhá. Nó khoáng vậy. Cũng gì à, con nó toàn dùng đồ hàng hiệu thôi. Nó làm gì mà dùng. Nó làm gì là được dùng hàng lại mình. Nó lại thôi. Nói chung là ai cho cháu thì cháu lấy hết ạ. Cháu hôm qua bữa sinh nhân nhím được cái con hiêu rồi. Ừ. Siêu nhún nhún đấy. Thì cũng cứ mua nhà ngoại ai cho cũng lấy đi cũng lấy. Chả lấy cũng chạy. Nhưng mà quẹn lại nuôi dễ ạ. Ừ, đúng rồi. Mặc hơi hơi người này người kia. Ừ. Bạn cháu đang kêu là vào trong đó lấy quần áo con nó mặc. Nhưng mà anh nói là con nó cũng là con gái. Yeah. Nhím mình cũng có rồi thôi, lấy làm gì. Để thôi mua thêm. Mẹ đây bà ơi, chú bái à. Kìa. Bà ngại rồi. Bây giờ con đi mua cho mẹ cái quần áo.
Chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ em đang quay cho các bác xem là đây là cái cảnh là chế bô mọi người này. Đấy, cái bô này thì nó bị gãy ở đây rồi này. Nó gãy ở cái đoạn này luôn. Cái gì vậy? Đây là công đoạn là cắt sắt nha.
Nghe cái tiếng máy cắt là kết người. Mỗi lần quên thì cứ qua bà đấy, quên lúc về nhớ. Thế còn đây thì bắt đầu là hàn sắt. Hàn cái đoạn này lại mọi người này. Nó là gang pha sắt. Kẽm nhưng mà gang, kẽm. Gang nó lại giòn. Thế bây giờ đang điều chỉnh cái ngọn lửa mọi người này. Điều chỉnh ngọn lửa cho nó ra đúng lửa mới được. To quá cũng không được mà nhỏ quá cũng không được. Nhưng mà anh Hà nó dưới gạch hoa phải nổ đây. Nổ gạch đấy. Không kê đây nó bị nổ. Nên cái đấy nó đã hơi bám vào nhau rồi nhé. Nung thì cho sắt nó chảy ra để cho nó bám vào nhau. Bây giờ sẽ dùng cái que hàn này. Dùng cái que hàn này để chấm vào, bịt những cái khe hở đấy lại. Thổi cho nó chảy ra cho nó bịt kín cái khe hở đấy lại nha mọi người nhé. Hàn cái này thì nó khá là đau mắt đấy mọi người. Khói hàn nó bay vào mắt thì rất là đau. Đấy các bác xem nó như kiểu pháo hoa ấy, pháo hoa nó phọt ra. Thế thì công đoạn bây giờ tiếp theo sẽ là gắn cái ống tiếp to vào mọi người nhé. Còn cái này thì nó đã bị gãy rồi, nó bị mục ra, nó gãy mất rồi. Đấy, đây là cái vết hàn này. Cắt cái đoạn thủng đi. À thì cái đấy thì nó đút vừa vào cái này luôn. Đấy. Thì nó sẽ vừa vào cái đấy luôn mọi người ạ. Alo. Lô cái đòn.
lên nhé. Cái gì giáo sư tiến sĩ ạ. Dùng cái nào em? Cái này có vì đây có đâu được mà hàng lắm đâu gì? Cái gì? Này có đâu? Cái gì? Này này có đâu? Có rồi. Thế thì bây giờ đang ướm vào thử coi là nó đến đâu mọi người ạ. Bây giờ bác ấy phải ướm rồi đánh dấu rồi cắt đi rồi mới hàn lại được. Xe ở biển nên là nó hay bị dí lắm mọi người. Đây nó chóc hết sơn rồi này. Lọc cọc ở trong ấy à? Đấy, như vậy là bây giờ mình sẽ lắp vào là sẽ hoàn thiện được làm cái bô xe mới luôn nha mọi người nhé. Đây thì ok mọi người này. Bye bye các bác, hẹn các bác những cái video lần sau thì có cái gì hay ho hơn thì em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Tạm biệt các bác, hẹn các bác những video lần sau nhé. Muốn để vợ con làm lắm chứ nó đéo làm. Đồ này nó không làm nó thôi, đừng ăn nó. Cho nó nghỉ. Không phải gì. Con muốn nó làm lắm ấy, nó không làm ấy. Con không làm gì. Làm đi. Ngày là ngày của phụ nữ là đông mà cứ vậy là hạnh phúc lắm như này. Sao ngày của mình ngày đó hạnh phúc là. Ồ thì cái ngày đó ngày bùng nổ mà. Có ba Tú thấy ngày phụ nữ hay ngày bình thường ba Tú mấy đây. Thôi tôi xin các chị chứ bớt lời đi là được. Bớt lời đi. Ba Tú cái lời anh tiếng nói tôi suy nghĩ chứ thì hãy nói. Ba Tú ít lời mà. Làm cái căng ngắn nó sai. Làm như thế ba Tú nó nhiều lắm không bằng ấy. Chồng nó nhốt là cẩu đấy. Nó chỉ có hầm với thần kinh nó mới nốt thôi trời ạ. À. Hầm với thần kinh nó mới nốt thì tự nhiên là nó mới nốt rồi không ai tự nhiên lấy nó tự nhiên nốt. Không biết về. Không hiểu ý chồng nhé. Người ta tay tay thôi vậy không muốn về. Thì về thì tự mà đi về thì mỗi người mỗi xe. Đồ hâm đồ dở. Đồ hâm đồ dở. Có phải là lúc nãy dọn xong chưa? Chưa, đang rửa bát. Ở đâu? Bữa nào hâm hâm tí vậy ấy. Đang lúc cái cơn hầm lên. Sao mà can nấu nhiều vậy? Hả? Mình biết kiểu gì nấu xem vậy nên mình hỏi Tám là vậy hôm qua Long nấu gì nấu thấy ít người ăn. Kiểu gì Long cũng nói đúng không? Anh Tám ừ. Nó vậy ra lúc thì cái cháu mình tung mé. Mé. Anh đi ăn đặt kiếm mấy con nó. Chào rủ một lần nữa. Đó, chào thầy Tám con đây. Cô mà có tay nào nướng nấu gì không? Vài có vài tay kia, vài tay đây công ty Tùng Tây Long là vài tay đấy là mạnh mạnh mẽ thôi chứ còn có đi thôi. Thôi cứ về ăn cơm đi, ăn tối rồi biết. Ăn cơm tối nữa rồi rượu sao vào. Ui, không có rượu đâu. Tôi mua ngô rồi mình nướng nữa. Ngô giờ này còn lắm. Sang cái biển Hồng có ngoài giờ. Hôm qua chiều hôm qua em ấy thì mua ngô mà có đâu. À ờ. Chứ chợ ở nước kia họp rồi cho người. Nhưng mà không có. Đây này bóng đèn. Giờ ý là hôm bữa thì cái đầy nó mà không có ông còn. Còn hôm nay không biết. Rồi. Rồi. Nấu rồi đi.
Đây. Thôi. Anh nào ăn bao nhiêu loạt đi này. À, đây đây, cái này không ngon đâu. Đây, đây, càng ngon đây, ở đây đây. Không ngon đâu. Cái nào? Cái nào được, cái đây cái ngon là mềm, chọn nó cái ngon đấy. Cái nào được? Không chưa? Hai nữa. Đây đây. Tối nó lên hai vợ chồng đang ở ngoài này. Hai vợ chồng có là đi lên đang làm rau đấy rồi nó ăn xong rồi anh đi đi nào đi lên quay nào. Xong rồi đi. Vẫn nó chạy đi luôn. Cái này về quá. Lên nãy rồi quá mất rồi. Đúng. Mực ngon lắm. Cái mực mực to vậy nè nhưng mà nguyên miếng trắng mà to. Cái mực to mà to cho mấy ông à trong mình ấy. Nhúng lẩu hay là ăn cái gì đi ấy. Mực này. Lấy hứa dưới bà Tha đấy. Ăn quáng vậy. Bà giống là bà giống mấy cái ngon ngon à. Còn những cái gì về nhá. Đi về mẹ ấy, mẹ chưa vô, mẹ chưa đá. Đánh nhau à? Chơi với chị Trâm. Cô em mà. Chơi với chị Trâm á. Vào nhà Long đi, cho nhà Long đi. Về. Hết rồi. Anh ăn ít thôi, ăn cá anh ăn ít thôi. Rồi cá để mà ăn. Đi lên lòng đi lấy cá chết to về nè. Về nè, hai tôi đừng ăn chung á, xin bỏ vô con chả ăn nó còn xin miếng về bỏ đây nấu luôn. Thôi được cái đấy đi chiều chưa về vợ chồng bà. Vợ chồng bà đi, đi bà đúng rồi. Là không. Bà tôi còn nấu ở nhà ăn. Hả? Khai trương à? Hả? À, ra khai trương tóc mới hả? Cho tóc mới. Thôi chiều mới đi. Khai chiều đi lưới đó. Tí chị rách về thôi chị. Rất bẩn. Vợ chồng em là có cái trụ qua cái cơn gió này. Cơn gió. Ôi về không không đói nằm đây đói không có tiền ăn được. Không mấy là chịu khó này thì ăn được, không ăn xuyên suốt được. Ai có thể nấu rất nhiều món. À, mì tôm này rồi là cái này nấu thì xào ngon này. Rồi là canh cái gì giấm. Nấu à rau rau bai à rau rau mung beng. Nóng bự nha. Có chiều ăn gì thì lên đấy. Bóc hàng kia nhập bóc hàng luôn đi. Ít mồm, mồm để lại nữa. Nó còn mồm mực nữa. Mồm để lại chứ. Chưa nhá, ba anh em mình. Chưa có ba anh em mình chơi nữa. Đợi đi lão nữa. Cái này chú ai muốn nấu món gì không? Cái nát nát đây chắc chỉ nướng mẻ thôi. Nát nào? Nát mùi trắng trắng xào trước thì nó vỡ ra luôn. Đúng không? Chị thấy bỏ vào xôi rồi bỏ vào mà nhúng rồi, bỏ vào nó ấy xong mới ấy ra luôn. Nhỏ rồi. Nghĩ là chỉ kỹ là vậy. Đấy là ăn luôn ấy, ăn đúng không rồi, canh đấy, đúng là cho cái bếp vào nữa xong rồi bỏ tí rau vào nữa súp. Chớ Khanh không đi làm à? Ý là đòi rủ đi đánh luôn để về đi làm ăn cơm ăn cơm trước đi này. Để ăn làm rau xong rồi chồng kêu đi nào vứt bếp đi luôn. Không, mới đầu là bỏ ra tính làm thật. Chị tính ra vậy sao? Tính làm thật nhưng mà bỏ là thôi. Những cái này chị thôi này nhưng mà cô nói sao vậy thôi chả làm. Cái này có gì đâu. Có gì đâu nha. Ý là ngỡ đang làm vậy đi lên quay đi xem. Chạy điện lấy lên làm luôn. Mà muốn thôi. Thì vợ quay thằng chồng làm. Để đấy thì chiều ăn thì ấy ra rồi mà làm. Cho con đi mất cả chiếc tép này. Sang. Chưa. 4 phút. Từ từ tí nữa. Đầu đi. Chị Thúy đâu về đấy? Đấy này.
đi lấy à? À đi lấy vậy à? Không, em đừng chị đâu. Ăn luôn đi. Đấy, đấy. Ăn luôn đi. Lòng ăn. Nấu ăn cơm, nấu cơm xong rồi. Có lát đi chiều đi ăn. Nó bảo là biểu đi để đến trưa ăn ăn luôn cho nóng. Làm thế công nó đi làm cứ nhắn tin tinh tinh cho nóng cái gì không muốn được hả? Lòng này nửa vắng lòng công không muốn được. Nè không có cái to to cho đấy có thể bỏ ướp vào nước cũng được. Thôi, mà nó hao nước nó quắt tính á. Ừ. Chiên một nắng. Đất mà đây này cho mua 20 nghìn như này. Đi lại chỗ chồng mới đi. Không nghe đâu. Tầm tơi. Tầm tơi cũng 12 nghìn nhá. 15 nghìn. 15 nghìn nhá. 15 nghìn mà thêm thì thôi. Thêm mua quả dưa gà, quả chua, lại mua mấy cái thọ, cá. Anh ơi, ngâm nồi cơm đi anh ạ. Tí nữa vào đánh. Chưa? Ăn sáng rồi, nhà cháu ăn muộn mà. Hai vợ chồng nhiều hôm chả ăn cơm mà nấu mì tôm ăn. Hai vợ chồng được cái không dễ. Các người ăn chồng á, phải nấu cơm mới ăn thế. Bố tí này, bố đĩa đi này. Nấu cơm ăn rồi. Không để cho ông dễ. Nó để cho ông không dễ. Có ông vệ này, ông vệ khó. Tùy từng người. Không nhìn chị thêm đây. Chồng giống đồ họa. Nhưng mà sau nhưng mà nói chung là con trai thì người ta vẫn thích ăn cơm hơn là ăn ăn lặt vặt như mình. Mình lại ăn lặt vặt nó vẽ không rồi. Lứng vẽ bụng rồi. Cái nhà khoai ra áo thì Noel cơ đấy. Bây giờ mặc vừa vừa á. Không có tiền thì mới vậy chứ sao. Đây cháu đang gần nữ gần 2 tháng nó mới đẻ mà chồng cháu đi kêu đi mua quần áo cho thằng bận mình. Ừ thì cắm luôn thôi. Đấy mua hôm nay giặt hết. Hôm qua bây giờ để sớm hay để muộn nhưng mà cháu có đồ của con nhím rồi cũng đỡ. Nhưng mà chủ yếu mình sắm cái đồ thôi, còn thứ hai thì bớt đi phần nào. Những khi nào sắm hết 30 triệu tiền đồ cho nó đấy. Bây giờ thêm đi với bà Thoa rồi, sắm 3 triệu bằng một con da kim. Cũng có tiết cả. Tại sao chứ cũng đi sinh mỗi thứ một ít chứ không phải cũng có nó đâu. Cháu đi sinh nhiều. Thêm thì cũng sinh mà mỗi thứ một ít. Bò. Cũng mua một ít thôi, cũng chả mua nhiều. Ôi. Đây này, đây sinh của chị gái ở cháu ấy. Chị muốn sinh mà hai chị họ nhờ nó bác cũng sinh một đứa một tí. Đợt cũng mua 20 cái tả mà cô dùng mấy mà. Không được tả. Bây giờ ít dùng tả người ta đừng biết. Y chứ mình mới biết ra mình mới gọi là mới đĩa nó thì biết chăng nữa. Ừ. Ai mà biết chứ mà người ta đi chứ người ta nói mình mua thôi chứ mình cũng biết mua mà lấy mua 20 cái ít ạ. Ừ. Không, mùa hè là quấn tả nó mát thoải mái nhưng mà mùa đông là quấn mặc đĩa nên lúc đĩa chín tháng 10 rồi thì nó cũng khô xe xe lạnh rồi nó khô xe xe lạnh rồi. Cái năm nay nó nóng lâu rồi. Nhà đấy có mấy cái thóc mà cứ để đang nhăn nhá, ghét vậy chứ. Đó, người đang làm nhà đó. Trước mình kiếm thay lên một nhà, cái mùa đông là không nước cái chỗ đây không cháu đi một tư. Nước là cháu có sang ngoại đâu mà, nước là ngại. Mì chết, mì vịt lấy lá vào nhà tổ rồi, mì chết. Chết rồi. Thôi. Ông đánh cho tôi đó, xẻo chim đi thôi. Không đi cho nó lời tôi đắt tôi giày cho nó ấm. Chắc là nó đi, chắc nó cứ nổi cả thôi. Mặc vừa bị mông nhím không? Ủa? Ờ, nhím dùng không dùng nó là cho. Không thấy đưa hỏi chú mình bảo cho mình con hà
thả đi. Thì hồi biểu cháu cho thì nói hỏi má đi trả lời. Dạ. Đây con nhím không không đái dầm nữa đây là cho. Không lấy dầm nữa để đỡ tiền bím. Cái túi đấy trong mùa 200 mấy, 270. Yeah. Ừ, 270. Đang chỗ nó bán 208 nữa. Tại vì chỉ một thùng loại đó mà. 270 mình nghĩ chứ để cho thằng để cho con cún mà con cún gì ở nhà nó có tiền thôi chuyển mẹ đây cho thẻ thùng khoai. Con mà con cún đích nó làm to đâu mà mặc vừa đấy là đấy ở đây là size XL. Nó chứ thôi cho con. Thằng khoai nó mặc tạm nó mặc quẹn vậy. Đang được nửa 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 mặt nhá. Nửa được nửa. Nửa bịch nhá. Mặc quẹn vậy. Con gì à, con nó toàn dùng đồ hàng hiệu thôi. Nó làm gì mà được. Nó làm gì là được dùng hàng lại với mình. Với mình thôi. Nói chung là ai cho cháu thì cháu lấy hết. Cho cả hôm cũng... qua bữa sinh nhân nhất là cái con hiêu à. Siêu nhún nhún đấy. Mua nhà ngoại chua cũng lấy chả mặc quẹn mua lại nuôi rẻ ạ. Ừ, đúng rồi mặc hơi người này kia. Ừ. Bạn cháu đồng kêu là vào trong nó lấy quần áo con nó mặc nhưng mà anh hứa là con nó cũng là con gái nhưng yeah. Mình cũng có rồi thôi lấy làm gì. Đấy thôi, để đi mua thêm. Đấy, đây đây bà lên chỗ ấy à, kia. Yeah. Bà lên. Nó lại ngại rồi. Quay đi quay. Chị quay gì mà 5 triệu? Em biết đâu. Tỏ lao, tỏ trần. Làm lắm này cũng khá nhiều. Bác Quang nói nó nhỏ. Tân nó to. Bác Quang nó nhỏ. Bác Quang nói điện thoại mà. Bác Quang nó cũng ra ngu ra khoái lắm mà. Khoái văn lắm mà. Bác Quang nó
kêu gì Nguyên với chị Hoa lại cho bà, từ trước giờ chị Nguyên chưa bớt chân cho bà đâu. Kêu hổ dữ thôi, lên tầng bố. Cho bà của anh đây đi, con đi cho bà cũ đấy. Lên tầng bố đó mà. Con đứng dưới làm kêu gì Nga dậy nha. Kêu gì Nga dậy đi, đi 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 dọn nhà đi nha. Kêu gì Nga với gì Nguyên, à gì Nguyên trước ở trên tầng đi. Kêu gì Nguyên ở trong phòng ấy nè. Bà điện lên. Để cho gì mấy mời vào bất thường ấy nào mà được. Dì Nguyên lau nhà, còn dì Nga quét nhà không có. Dì Nguyên đang bị vậy, dì Nguyên nó bụi vòi chỗ vết thương. Dì Nguyên lau cho đỡ bụi. Anh ơi, cái gọi những cái gọi cho dì Nguyên mắc xăm nó chút xuống, cho dì Nguyên sao rồi. Dạy lau nhà, dì Nguyên lau nhà, còn kêu dì Nga quét nhà. Nga ơi! Nga! Nga ơi! Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ em đang quay cho các bác xem là đây là cái cảnh là chế bô người này. Đấy, cái bô này thì nó bị gãy ở đây rồi này. Nó gãy ở cái đoạn này luôn. Xin chào. Nghe cái tiếng máy cắt là kết người. Mỗi lần quên có qua bà đấy, quên lúc về nhớ. Hay còn đây thì bắt đầu là hàn sắt. Hàn cái đoạn này lại mọi người này. Mày nó là gang pha sắt. Kẽm nhưng mà gang, kẽm. Gang nó lại giòn. Bây giờ đang điều chỉnh cái ngọn lửa mọi người này. Điều chỉnh ngọn lửa cho nó ra đúng lửa mới được. To quá cũng không được mà nhỏ quá cũng không được. Nhưng mà anh Hà nó dưới gạch hoa phải nổ đây. Nổ gạch đây. Đâu ra làm đâu đi. Có cặp cái thức hồ nhỉ. Không kê đây nó bị nổ. Nếu nhờ được thì biết. Mà nói gì nữa, có sức luôn nhét vào luôn. À, giờ nhét vào biết cái gì đâu. Biết. Nhét vào nhét sao đâu. Nó đã hơi bám vào nhau rồi nhé. Nung thì cho sắt nó chảy ra để cho nó bám vào nhau. Bây giờ sẽ dùng cái que hàn này. Dùng cái que hàn này để chấm vào. Bịt những cái khe hở đấy lại. Thổi cho nó chảy ra cho nó bịt chính cái khe hở đấy lại nha mọi người nhé.
xét tiền thì bây giờ mới kể đi là mà mãi thì cuối giờ thôi là chúng ta là có nhiều sống vào đó ăn rồi. Hàn cái này thì nó khá là đau mắt đấy mọi người. Cái khói hàn nó bay vào mắt thì rất là đau. Đấy các bác xem nó như kiểu pháo hoa đấy, pháo hoa nó phọt ra. Thì công đoạn bây giờ là tiếp theo sẽ là gắn cái ống tiếp to vào mọi người nhé. Còn cái này thì nó đã bị gãy rồi, nó bị mục ra, nó gãy mất rồi. Đấy, đây là cái vết hàn này. Cắt cái đoạn thủng đi. À thì cái đấy thì nó đút vừa vào cái này luôn. Đấy. Nó sẽ vừa vào cái đấy luôn mọi người ạ. Alo. Lô cái đòn. Đường nhé. Cái gì giáo sư tiến sĩ. Chê. Cái nào em? Cái gì? Cái này có vấn đề, có đâu được mà làm đâu gì? Cái gì? Này có đâu? Cái gì? Này này có đâu? Có rồi. Thế bây giờ đang ướm vào thử coi là nó đến đâu mọi người ạ. Bây giờ bác ấy phải ướm rồi đánh dấu cắt đi rồi mới hàn lại được. Xe ở biển nên là nó hay bị dí lắm mọi người. Đây nó chóc hết sơn rồi. Lọc cọc ở trong đây à? Đấy, như vậy là bây giờ mình sẽ lắp vào là sẽ hoàn thiện được làm cái bô xe mới luôn nha mọi người nhé. Đây thì ok mọi người này. Bye bye các bác, hẹn các bác những cái video lần sau thì có cái gì hay ho hơn thì em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Tạm biệt các bác, hẹn các bác những video lần sau nhé. Muốn để vợ con làm lắm chứ nó đéo làm. Đồ này nó không làm nó thôi, đừng ăn nó. Cho nó vậy. Không muốn nó làm lắm ấy, nó không làm á. Không làm gì, làm đi. Vậy là ngày của phụ nữ là đàn ông mà cứ vậy là hạnh phúc lắm vậy nè. Sao ngày phụ nữ ngày đấy hạnh phúc là thì cái ngày đó ngày phụ nữ mà. Có chỗ nào ba Tú thấy ngày phụ nữ hay ngày bình thường ba Tú mấy đây. Thôi tôi xin các chị cứ bớt lời đi là được. Cứ bớt lời đi được, lời đi. Ba Tú cái lời anh đang nói tôi suy nghĩ chứ hãy nói. Ba Tú ít lời mà. Làm ít căng thẳng nó sai không? Làm như thế ba tôi nó nhiều lắm không bằng ấy. Chồng nó nuốt là cậu đấy. Nó chỉ có hâm mấy thần kinh nó mới nốt thôi, trời.
trời ạ. À, hầm với thần kinh nó mới nhốt thì tự nhiên này nó mới nhốt thì không ai tự nhiên lấy tự nhiên nhốt. Không chịu về. Không hiểu ý chồng nhé, người ta tây tây rồi, người ta không muốn về. Thì về thì tự mà đi về thì mỗi người mỗi xe. Đồ hâm đồ dở. Đồ hâm đồ dở. Bánh là lúc nãy giòn xong chưa? Chưa, đang rửa bát. Ở đâu? Bữa nào hâm hâm tí vậy đấy. Đang lúc cái cơn hâm lên. Ông sao mà can nấu nhiều vậy? Hả? Mình biết kiểu gì lão xem vậy nên mình hỏi tám là vậy hôm qua Long nấu gì nấu thấy ít người ăn. Kiểu gì Long cũng nói đúng không? Cái tám ừ. Nó phải ra lúc thì cái con nhiều quá. Mẹ. Mẹ. Đi ăn đặt ký mấy con không? Chào rủ một lần nữa. Chào thầy bán phát lại này. Mà có tay nào nướng nấu gì không? Vài có vài tay kia, vài tay tay công tay tùng tay long là vài tay đấy là mạnh mạnh mẽ thôi chứ còn. Có đi thôi. Thôi cứ về ăn cơm đi, ăn tối mình biết. Ăn cơm tối nữa rượu ta vào. Ngồi chơi đâu? Tôi mua ngô thì mình nướng nữa. Ngô giờ này còn lắm. Sang cái biển Hồng có bao giờ? Hôm qua chiều hôm qua em ấy thì mua ngô mà có đâu? À. Chợ, nhưng mà không có đây là bóng giờ ý là hôm bữa thì tới đây nó mong có ông rồi còn hôm nay không biết rồi đây thôi anh nào ăn bao nhiêu loạt đi này đây đây cái này không ngon đâu đây đây cái ngon đấy ở đây đây không ngon đâu cái này cắn tốt hơn này cái nào cái nào được cái đấy cái ngon là mềm chọn cái ngon đấy cái nào được không chưa hai nữa đây đây bữa tối có lên đi ăn thì hai vợ chồng đang ở ngoài này hai vợ chồng có là đi lên đang làm rau đấy rồi nấu ăn xong rồi anh đi đi nào đi lên quay nào xong rồi đi bắt nó chạy đi luôn cái này lên quá quá mực mất rồi đúng mực ngon lắm mực mực to vậy nãy nhưng mà nguyên miếng trắng mà to cái mực to vậy nãy con to cho mấy ông à trong mình nhé nhúng lẩu hay là ăn cái gì đi ấy mực này lấy ở dưới bà tha đấy ăn quán vậy đánh nhau à? Chơi với chị Trâm cô em mà chơi với chị Trâm á? Vào nhà Long đi cho nhà Long đi. Cô với chị Tú đem về. Hết rồi. Anh mình ít thôi, ăn cá anh mình ít thôi. Cá để thôi mà. Đi lên Long đi lấy cá chết to vậy nè. Vậy nè, vậy nè hai tôi đừng ăn chung á. Có bồ con chả ăn đâu. Thì bỏ đi nấu luôn đúng không? Thấy bà cũng làm cũng bà cũng làm thế cũng mệt nhỉ. Nói này chị gái này cũng vậy này. Tập trung mà ăn đi. Hỏi là chúng ta đi làm gì mà bây lại không ấy. Ý là muốn ăn còn thừa thì. Thôi được cái đấy đi chiều đi chưa về bà bà. Bà đi, cái đấy bà đúng rồi. Mà không, bà con nhà ăn. Trương hả? À? Hả? À, ra khai trương tóc mới hả? Cho tóc mới. Thôi bọn chị chiều cưới chị. Anh chiều đi lưới thôi. Mai thì chả có cái gì ăn. Hôm nay thì ăn không ra ngày mai lắm. Ờ chứ chị rách về đó chị. Rất bẩn. Bà chồng em là có cái trụ qua cái cơn gió này. Không đói nằm đây đói không có tiền ăn. Có
không ấy là chịu khó này thì ăn được, không ăn xuyên suốt được. Ai có thể nấu rất nhiều món. À, mì tôm này rồi là. Rồi là canh cái gì giấm nấu à, rau vai à, rau quen. Nóng bự nha. Có chiều ăn gì thì lên nói. Bóc hàng kia nhỉ, bóc hàng luôn đi. Nôm, nôm để lại nữa. Nôm còn nôm nữa. Trừ nhá, ba nhà mình. Không có ba nhà mình cha nữa. Đợi đi lão nữa. Đi thêm con to còn họ đi không đi. Cái này chú ai muốn nấu món gì không? Cái nát nát này. Nát đây chắc chỉ ngấm mẻ đi, nát nào? Nát một trăm trắng xào trước thì nó vỡ ra luôn. Đúng không? Chị thấy bỏ vào nó sôi rồi, bỏ vào mà nhúng rồi, bỏ vào nó ấy xong mới ấy ra luôn. Nó rồi. Nó làm nghĩ là chị cứ nghĩ là vậy. Đấy, là ăn luôn đấy, ăn không canh. Là cho cái bếp vào nữa, xong rồi bỏ tí rau vào nữa, súp. Chớ Thanh không đi làm à? Ý là đòi rủ đi đánh luôn để về đi làm ăn cơm. Về ăn cơm trước đi này. Để ăn làm rau xong rồi chồng kêu đi nào vứt bếp đi luôn. Không, mới đầu là bỏ ra tính làm thật. Chị tính ra để sao? Tính làm thật nhưng mà bỏ ra. Những cái này chị phơi này nhưng mà phơi nói. Xong rồi thôi chả làm. Cái này có gì đâu. Có gì đâu nha. Ý là ngựa đang làm cho đi lên quay đi chứ. Chạy điện lấy lên làm luôn. Mà muốn thôi. Thì vợ quay thằng chồng làm. Để đấy thì chiều ăn thì ấy ra rồi mà làm. Cho con đi mất cả chứ Tết. Sang. Chưa? 4 phút. Từ từ tí nữa. Đầu đi. Chị Thúy đâu về đấy? Đi lấy à? À đi lấy vậy à? Không, em đừng đi đâu. Ăn luôn đi. Đấy, ăn luôn đi. Nấu ăn cơm, nấu cơm xong rồi. Có lát cái kiểu đi ăn. Nó bảo là biểu đi để đến trưa ăn luôn cho nóng. Làm thế công nó đi làm cứ nhắn tin tinh tinh cho nóng cái giờ không uống được. Hả? Lòng đang nửa vắng lòng công không uống được. Nè, không có cái to to cho đấy, có thể bỏ ướp vào nước cũng được. Thôi, mà nó hao á, nước nó quắc tính á. Ừ. Chiên một nắng. Thế này chị quay ăn nó rồi. Nấu tôm nó lên uống gì quay ăn thì. Trời ơi, hai vợ chồng đang ở bên này. Hai vợ chồng đó là đi lên đang làm rau đấy rồi nấu ăn xong rồi anh ấy đi nào đi lên quay nào. Xong rồi đi. Vứt nó chạy đi luôn. Cái này xin về đi. Xin lên quá. Quá buồn mất rồi. Đúng. Mực ngon lắm. Cái mực to vậy lại nhưng mà nguyên miếng trắng mà to. Con to chị nói là con to cho mấy ông à trong mình nhé. Nhúng lẩu hay là gì, ăn cái gì đi ấy. Mực này. Lấy ở dưới bà Thà đấy. Ăn quán vậy. Bà giống mấy cái ngon à. Còn những cái gì về nhá. Về mẹ ấy, mẹ chiều vô, mẹ chiều đá. Đánh nhau à? Chơi với chị Trâm. Cô em mà. Chơi với chị Trâm á. Hết rồi. Anh ấy nhí thôi, ăn cá anh ấy nhí thôi. Ăn cá để mai mà ăn. Lòng đi lấy cá chép to về nè. Về nè, hai tôi đừng ăn chung á, chứ có một con chả ăn được gì nữa. Về bỏ đi nấu luôn. Thôi được cái đấy đi chiều chưa về vợ chồng bà. Vợ chồng bà đi. Đi bà đúng rồi. Là không. Có thằng con nấu ở nhà ăn. Hả? Khai trương à? Hả? À, khai trương tóc mới hả? À? Cho tóc mới. Thôi bọn chị chiều cưới đi. Khai chiều đi lưới ra. Trời ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ờ thì chị rách về thôi chị. Rất bẩn. Vợ chồng em là có cái trụ qua cái cơn gió này nè. Không phải là chịu khó này thì ăn được, ăn xuyên suốt được. Ai có thể nấu rất nhiều món. À, mì tôm này rồi là rồi là canh cái gì giấm nấu à, rau vai à, rau quen. Nóng bự nha. Bóc hàng kia nhà bóc hàng luôn đi. Chơi nhá, ba nhà mình. Chưa có ba nhà mình chơi nữa. Đợi đi lão đấy. Đi thêm con to còn họ đi không đi. Cái này chú ai muốn nấu món gì không? Cái nát này. Nát đây chắc chỉ nhúng mẻ thôi. Nát nào? Nát một trăm chắc. Xào trước thì nó vỡ ra luôn. Đúng không? Chị thấy bỏ vào nó xôi rồi bỏ vào mà nhúng rồi, bỏ vào nó ấy xong mới ấy ra nhỏ luôn. Rồi. Nó làm nghĩ là chị cứ nghĩ là vậy. Đấy vậy là ăn luôn đấy, ăn không canh. Là cho cái bếp vào nữa xong rồi bỏ tí rau vào nữa súp. Chớ Thanh không đi làm à? Ý là đòi rủ đi đánh luôn để về đi ra làm ăn cơm thật. Về ăn cơm trước đi nè. Để ăn làm rau xong rồi chồng kêu đi nào vứt bếp đi luôn. Không, mới đầu là bỏ ra tính làm thật. Tính làm thật nhưng mà bỏ ra. Cái này cũng phơi này nhưng mà phơi nói. Không phải thôi chả làm. Cái này có gì đâu nha. Ý là ngỡ đang làm vậy đi lên quay đi xem. Chạy điện lên làm luôn. Mà thôi, thì vợ quay thằng chồng làm. Để đấy thì chiều ăn thì ấy ra rồi mà làm. Cho con đi mất cái chứ Tết. Sang. 4 phút chưa? Chưa. 4 phút. Này thì bỏ chủ lên. Từ từ tí nữa. Đầu đi. Không đi cả. Bỏ chủ ăn mấy cơm rồi tí thôi. Chị Thúy đâu về đấy? Đi lấy à? À đi lấy vậy à? Không, em đừng chị đâu. Ăn luôn đi. Đấy, ăn luôn đi. Lòng ăn. Nấu ăn cơm, nấu cơm xong rồi. Có lát cái chiều đi ăn đi. Em nó bảo là về đi để đến trưa ăn luôn cho nó. Làm thế công nó đi làm cứ nhắn tin tích lên nó mới không muốn được. Hả? Ông này bữa vắng lòng công không muốn được. Nè, không có cái to to cho đấy, có thể bỏ ướp vào nước cũng được. Thôi, mà nó hao á, nước nó quắt tính á. Ừ. Chiên một nắng. Đó, đây nè, cho mua 20.000 như này. Đi lại chỗ chồng mới đi. Không nghe đâu. Tầm tơi cũng 12.000 nha. 15.000 nha. 15.000 mà tiếp mình thôi. Mua quả dưa gai, mua mấy cá. Anh ơi, ngâm nồi cơm đi anh ạ. Tí nữa vào đánh. Chưa? Ăn sáng rồi, nhà cháu ăn muộn mà. Hai vợ chồng nhiều hôm chả ăn cơm mà nấu mì tôm ăn. Hai vợ chồng nấu cái không dễ. Người ăn chồng á, phải nấu cơm đến ăn thế. Bố tím này, bố đĩa đi này. Để nấu cơm ăn rồi. Không, để cho ông dễ. Nó để cho ông tùy từng người. Có ông vệ này, ông vệ khó. Tùy từng người. Không nhìn chị thêm đây, ai mà đầu họ. Ba. Chồng nhớ đầu họ. Mà xong nó tùy từng người. Bố tím cũng đầu họ. Nhưng mà nói chung là con trai thì người ta vẫn thích ăn cơm hơn là ăn hạt vặt như mình. Mình lại ăn lặt vặt no khỏe bụng rồi. Lẫn lẽ bụng rồi. Cái nhà khoai cá áo đi Noel cơ đấy. Mua năm ngoái này mặc vừa cái đợt mà thêm có tiền. Bây giờ mặc vừa vừa hả? Ừ, cái năm ngoái thêm có tiền rồi thêm mua nhớ nên. Năm nay toàn mặc quần áo nó cũ mà. Không có tiền thì mấy vậy chứ sao. Thì cháu đang gần 2 tháng nó mới đẻ mà. Chồng cháu đi kêu đi mua quần áo cho thằng bận mà. Ừ, thì cắm luôn đấy. Đấy, mua đấy. Mua hôm nay giặt đấy. Hôm qua mình
Bây giờ để sớm hay để muộn nhưng mà cháu có đồ của con nhím rồi cũng đỡ. Nói chung là dù mình sắm cái đồ thôi, còn thứ hai bớt đi phần nào. Những khi nào sắm hết 30 triệu tiền đồ cho nó đấy. Thế giờ thím đi với bà Thoa mình sắm 3 triệu bằng có da kim, cũng có tí cả. Tại sao cũng cũng đi xin mỗi thứ một ít chứ không phải cũng có nó. Cháu đi sinh nhiều nên là kiếm dụng sinh mà một thứ một ít. Bò mua một ít thôi, mình chả mua nhiều. Quay đây sinh của chị gái hả cháu ấy. Kiếm dụng sinh rồi ha, chị họ nhờ bác dụng sinh một thứ một ít. Đợt có mua 20 chục tả mà cô dùng mấy mà không được tả. Bây giờ ít chục tả người ta đừng biết. Ý chứ mình mới biết á, mình mới gọi là mới đĩa nó gì biết chăng nữa. Ừ. Ai mà biết. Chứ mà người ta đĩa chứ người ta nói mình mua thô chứ mình cũng biết mua. Mà đấy mua 20 cái thì ít ạ. Ừ. Không, mùa hè là quấn tả nó mát thoải mái. Nhưng mà mùa đông là quấn mặc đĩa. Nên lúc đĩa nó chín hơn 10 rồi thì cũng khô, là nó cũng khô xe xe lạnh rồi. Có năm nay nó nóng lâu rồi. Nhà đấy có mấy cái khác mà cứ để đang nhanh ghét vậy chứ. Đó nhà đang làm nhà đó. Trước rồi kiếm thay lên một nhà, kiếm mùa đông và nước cái chỗ đen cháu đi chiều tây. Ừ. Nước là cháu có sang ngoại đâu mà nước này ngại mì chết, mì vịt lấy lá vào nhà tổ rồi mì chết. Chết thôi. Thôi ông đánh cho tôi, ông xẻo chim đi thôi. Không đi cho nó rồi, đây đắt tôi giày cho nó ấm. Chắc là nó đi, chắc nó cứ nổi cả thôi. Mẹ của tôi chơi. Mặt vừa bị mông nhím không? Quá. Ờ, nhím dùng không dùng nó là cho. Không thấy đưa gọi chú mình bảo cho mình con Hà đưa. Thì hủy rồi cháu cho thì nói hủy má đi trả lời. Thế à? Đây con nhím không đái lầm nữa đây là cho. Không lấy lầm nữa để đỡ tiền điểm. Con làm một điểm cũng 200-300 nghìn. Cái túi đấy trong mùa 200 mấy, 270. Ừ, thôi là 270. Đang chỗ nó bán 208 nữa. Tại chỉ một thùng loại đó mà. 207 mình chỗ. Nghĩ chứ để cho thằng để cho con cún, mà con cún thì ở nhà nó có tiền thôi chuyển mẹ đây cho thằng khoai. Ừ. Con mà con cún đích nó làm to đâu mà mặc vừa cái đấy là ở đây là size XL. Ừ. Nó chứ thôi cho thằng con. Thằng khoai nó mặc tạm, nó mặc quẹn vậy. Đang được nửa bịch nhá. Nửa bịch nhá. Ừ. Mặc quáng vậy. Cũng thì con nó đi. Nó còn dùng đồ hàng hiệu thôi. Nó làm gì mà dùng. Nó làm gì là được dùng hàng lại với mình. Thế vậy thôi. Nói chung là ai cho cháu thì cháu lấy hết ạ. Cũng... Hôm qua bữa sinh nhân nhím được cái con hiêu rồi. Ừ. Siêu nhún nhún đấy. Ừ. Thì cũng cứ vô nhà ngoại ai chua cũng lấy đi, cũng lấy chả ăn chả. Mà quẹn vậy. Cái này nuôi dễ ạ. Ừ, đúng rồi. Mặc hơi hơi người này người kia. Ừ. Bạn cháu đang kêu là vào trong nó lấy quần áo con nó mặc. Nhưng mà anh nói là con nó cũng là con gái, anh nhím mình cũng có rồi thôi lấy làm gì, anh thôi lại mua thêm. Đây bạn em của anh à, kia, yeah. Lại ngại rồi. Mẹ
chị đây lại xong bắt đầu quát nó đổ lệ không luôn. Lại là chơi chị không muốn đấy. Nói to nhưng mà bác tính, tại vì nói không nói kiểu không đâu vào đâu cái thì nói con sao được. Đấy, nó một các bạn lại nhìn thấy con Sam nè thằng bạn. Con kia chán cũng gọng. Con cái gì nè? Này thì sao lại không dám cứ để đi. À, bữa thế em thấy cả đâu cho phát luôn từ những cách. Rồi ạ. Thế này có không? Em thấy thằng này thằng à, ai thằng gì? Em thấy quen xuống nhà thằng kia này. Thằng phát nợ của thằng được bao nhiêu tiền? Ô Linh bao nhiêu tiền? Không vay lấy nhỉ? Em cũng không biết. Có nợ đấy là cái việc anh và em không biết. Anh này không biết cái việc đấy. À, đêm này thấy anh mờ muốn là anh phát về. Có phải anh phát về không lại anh phát? Anh phát đang nợ tiền con. Đi hỏi bao nhiêu thôi không nói. Điện nhắn tin cho anh em trả lời. Anh đang quay mà làm được khác 50 triệu mà. Nếu mà nhiều thì làm gì mà 50 triệu. Quay đó anh. Cái gì? Quay thì quay. Thì quay gì mà 50 triệu. Em biết được. Bỏ lao thì chuẩn. Làm lắm này cũng khá nhiều. Nhiều đi lên mặt. Bác Quang nói nó nhỏ, tên nó to, nó nhỏ lắm. Quang nói điện thoại mà, nhưng bác Quang nó cũng ra ngu ra khoái lắm mà, khoái văn lắm mà. Kêu gì Nguyên với chị Nga lại cho bà, từ xuống giờ chị Nguyên chưa bớt lên cho bà đâu. Kêu hổ dưới thôi, lên tầng con 4. Con đưa ấy. Cho bà của anh đây đi, con đưa cho bà của đó. Lên tầng 4 rồi, con đứng dưới tầng kêu chị Nga dậy nhá. Kêu chị Nga dậy đi dọn nhà đi nha. Kêu chị Nga với chị Nguyên, à chị Nguyên trước ở dưới tầng đi. Kêu chị Nguyên ở trong phòng ấy nè. Bà điện đi. Để chết cho chị mấy người vào bất thường ấy nào mà được. Dì Nguyên lau nhà, còn dì Nga tốt nhà không có. Dì Nguyên đang bị vậy, dì Nguyên có bụi vào chỗ vết thương. Dì Nguyên lau cho đỡ bụi. Anh ơi, cái gọi Nguyễn gọi cho dì Nguyên bắt xong bắt chút cho dì Nguyên tha rồi. Dạy lau nhà, dì Nguyên lau nhà, còn kêu dì Nga quét nhà. Nga ơi! Nga! Nga ơi! Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ em đang quay cho các bác xem là đây là cái cảnh là chế bô mọi người này. Đấy, cái bô này thì nó bị gãy ở đây rồi này. Nó gãy ở cái đoạn này luôn. Cái gì vậy? Cắt nha.
nghe cái tiếng máy cắt là kén người. Mỗi lần quên có qua bà đấy, quên lúc về nhớ. Thế còn đây thì bắt đầu là hàn sắt, hàn cái đoạn này lại mọi người này. Nó là gang pha sắt kẽm, nhưng mà gang kẽm gang nó lại giòn. Đây, bây giờ đang điều chỉnh cái ngọn lửa mọi người này, điều chỉnh ngọn lửa cho nó ra đúng lửa mới được. To quá cũng không được mà nhỏ quá cũng không được. Nhưng mà anh Hà nó dưới gạch hoa phải nổ đây, nổ gạch đấy. Không kê đây nó bị nổ. Nên cái đấy nó đã hơi bám vào nhau rồi nhé. Nung thì cho sắt nó chảy ra để cho nó bám vào nhau. Bây giờ sẽ dùng cái que hàn này, dùng cái que hàn này để chấm vào, bịt những cái khe hở đấy lại. Thổi cho nó chảy ra, cho nó bịt kín cái khe hở đấy lại nha mọi người nhé. Hàn cái này thì nó khá là đau mắt đấy mọi người. Khói hàn nó bay vào mắt thì rất là đau. Đấy các bác xem nó như kiểu pháo hoa đấy, pháo hoa nó phọt ra. Đấy thì công đoạn bây giờ là tiếp theo sẽ là gắn cái ống tiếp to vào mọi người nhé. Còn cái này thì nó đã bị gãy rồi, nó bị mục ra, nó gãy mất rồi. Đấy, đây là cái vết hàn này. Cắt cái đoạn nó bị vỡ đi mọi người nhé. Cắt cái đoạn thủng đi. À thì cái đấy thì nó đút vừa vào cái này luôn. Đấy, nó sẽ vừa vào cái đấy luôn mọi người ạ. Alo. Alo cái đòn.
gương nhé, những gì giáo sư tiến sĩ lên cái nào em, cái này có, cái này có đâu được mà hàng năm đâu gì, cái gì? Này có đâu, cái gì, cái này có đâu, có rồi. Bây giờ đang ướm vào thử coi là nó đến đâu mọi người ạ. Bây giờ bác ấy phải ướm rồi đánh dấu rồi cắt đi rồi mới hàn lại được. Xe ở biển này là nó hay bị dí lắm mọi người. Đây nó chóc hết sơn rồi. Lọc cọc ở trong ấy à? Đấy, như vậy là bây giờ mình sẽ lắp vào là sẽ hoàn thiện được làm cái bô xe mới luôn nha mọi người nhé. Thế thì ok mọi người này, bye bye các bác, hẹn các bác những cái video lần sau thì có cái gì hay ho hơn thì em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Tạm biệt các bác, hẹn các bác những video lần sau nhé. Muốn để vợ con làm lắm chứ nó đéo làm. Đồ này nó không làm nó thôi, đừng ăn lắm. Cho nó nghỉ vậy gì. Con muốn nó làm lắm đấy, nó không làm lắm. Người không làm gì, làm đi. Vậy là ngày của phụ nữ là đàn ông mà cứ vậy là hạnh phúc lắm như này. Sao ngày của phụ nữ là ngày đó hạnh phúc là. Ồ thì cái ngày đó ngày bùng nổ mà. Ôi có chỗ nào. Ba Tú mấy ngày phụ nữ hay ngày bình thường ba Tú mấy này. Thôi tôi xin các chị. Cứ bớt lời đi là được. Cứ bớt lời đi được cái lời đi. Cái lời anh đang nói tôi suy nghĩ trước đây hãy nói. Ba tôi ít lời mà. Làm cái căng ngãn nó sai rồi. Làm như thế ba tôi nó nhiều lắm không bằng ấy. Chồng nó nhốt vào cổng đấy. Nó chỉ có hầm với thần kinh nó mới nhốt thôi, trời ạ. À. Hầm với thần kinh nó mới nhốt thì tự nhiên là nó mới nhốt thì không ai tự nhiên ấy, nó tự nhiên nhốt. Cô mẹ nó không chịu về. Đồ hầm thì số. Không hiểu ý chồng nhé, người ta tay tay rồi người ta không muốn về. Thì về thì tự mà đi về thì mỗi người mỗi xe. Đồ hầm đồ dở. Đồ hầm đồ dở đi. Có phải là lúc nãy dọn xong chưa? Chưa, đang rửa bát. Ở đâu? Bữa nào hầm hầm tí vậy ấy. Đang lúc cái cơn hầm lên. Sao mà cá nấu nhiều vậy? Hả? Mình biết kiểu gì lão xem vậy nên mình hỏi Tám là vậy hôm qua Long nấu gì nấu thấy ít người ăn. Kiểu gì Long cũng nói đúng không? Anh Tám học ừ. Vậy ra lúc thì cái cháu cũng tung mé. Mé. Hãy đi ăn đặt ký mấy con không? Chào lần nữa lần nữa. À, chào thầy bác con ở đây. Cô mà có tay nào nướng nấu thì không? Vài có vài tay kia, vài tay tay công tay tùng tay long là vài tay đấy là mạnh mạnh mẽ thôi chứ còn cái gì vậy thôi cứ về ăn cơm đi ăn tối mình biết cơm tối nước nó dẻo sao vào ngu chưa chơi đâu tôi mua ngồi mà nước nữa. Ngô giờ này còn lắm. Sang cái biển hồng có ngoài giờ. Hôm qua chiều hôm qua em ấy thì ngô mà có đâu. À. Chứ trời ơi, nước họp lại cho người. Nhưng mà không có. Đây này bóng em giờ ý là hôm bữa thì cái đầy nó mỏng không rồi. Còn hôm nay không biết. Rồi. Rồi.
thôi. Anh nào ăn bao nhiêu loạt đi này. À, đây đây, cái này không ngon đâu. Đây, đây, cái ngon đấy, ở đây đây. Không ngon đâu. Cái nào? Cái nào được, cái đấy, cái ngon là mềm, chọn cái ngon đấy. Cái nào được. Không chưa? Hay nữa. Ui, dậy chứ. Đây, đây. Đó, đây nè, cho mua 20.000 như này. Đi lại chỗ vừa mới tìm kiếm. Không nghe đâu. Tầm tơi. Tầm tơi cũng 12.000 nha. 15.000. 15.000 nha. 15.000 mà thêm mấy thôi. Thêm mua quả dứa gà, quả chua với lại mua mấy cọng. Ừ. Anh ơi, ngâm nồi cơm đi anh ạ. Tí nữa vào đánh. Chưa? Ăn sáng rồi, nhà cháu ăn muộn mà. Hai vợ chồng nhiều hôm chả ăn cơm mà nấu mì tôm ăn. Hai vợ chồng nấu cái không dễ. Các người chồng á, phải nấu cơm chứ ăn thế. Bố tí này, bố để đi này. Phải nấu cơm ăn rồi. Không để cho ông dễ. Nó để cho ông không tùy từng có người. Ông vệ này, ông vệ khó này. Tùy từng người. Ông nhìn chị thêm đây, ai mà đầu quả. Chồng nhóc đầu quả. Mà xong nó tùy từng người. Bố thêm cũng đầu quả. Nhưng mà nói chung là con trai thì người ta vẫn thích ăn cơm hơn là ăn ăn lặt vặt như mình. Mình này ăn lặt vặt nó vẽ bụng rồi. Đứng vẽ bụng rồi. Cái nhà khoai có áo thì Noel cơ đấy. Mua năm ngoái này không mặc vừa cái đợt mà thêm có tiền. Bây giờ mặc vừa vừa hả? Ờ, cái năm ngoái thêm có tiền rồi thêm mua nữa nên năm nay toàn mặc quần áo mặc cũ mà. Không có tiền thì mấy vậy chứ sao? Thầy cháu đang gần 2 tháng lắm thì để mà chồng cháu đi kêu đi mua quần áo cho không bận mà. Ờ, thì cắm luôn đấy. Đấy, mua đấy. Mua hôm nay giặt đấy. Hôm qua... Bây giờ để sớm hay để muộn nhưng mà cháu có đồ của con nhím rồi cũng đỡ. Ừ. Nói chung là dù mình sắm cái đồ thôi, còn đứa hai bớt đi phần nào. Cái nào sắm hết bao nhiêu triệu tiền đồ cho nó đấy. Bây giờ thêm đi với bà Thoa mà sắm 3 triệu bằng có da kim. Cũng có tí cả. Đã ra như toàn cũng đi xin mỗi thứ một ít chứ không phải cũng có nó đâu. Cháu đi sinh nhiều nên là kiếm dụng sinh là một thứ một ít. Bò mua một ít thôi, cũng chả mua nhiều. Uầy đây sinh của chị gái hay cháu ấy. Kiếm dụng sinh mà hai chị họ nhờ nó bác cũng sinh một thứ một ít. Đợt có mua 20 cái tả mà có đường mấy mà. Không được tả. Giờ ít chừng tả người ta đừng bị. Y chứ mình mới biết á, mình mới gọi là mới đĩa nó biết chăng nữa. Ừ. Ai mà gửi. Chứ mà mình, người ta đĩa chứ người ta nói mình mua thôi chứ mình gửi biết mua. Mà đấy mua 20 cái ít ạ. Ừ. Không, mùa hè là quấn tả nó mát thoải mái. Còn nhưng mà mùa đông là quấn mặc đĩa. Nên lúc đĩa chính hơn 10 rồi thì cũng có là nó cũng có xe xe lạnh rồi. Có năm nay là nóng lâu rồi. Nhà đấy có mấy cái khác mà cứ để đang nhà làm ghép vậy chứ. Đó nhà đang làm nhà đó. Trước rồi kiếm thay thì lên một nhà thì thêm mùa đông là không nước thì chỗ đây không cháu đi dùng chơi. Ừ. Nước là cháu có sang ngoại đâu mà nước lại ngại mì chết mì vịt lấy lá vào nhà tổ rồi mì chết chết thôi thôi ông đánh cho tôi ông xẻo chim đi thôi không đi cho nó rồi đây tát tôi giày cho nó ấm chắc là nó đi tát nó cứ nổi cả thôi mẹ của tôi đi chơi mặt vừa bị mông nhím không quá. Ờ, nhím dùng không dùng nữa rồi cho. Không thấy đưa hồi chú mình bảo cho mình con Hà đưa. Thì hồi đưa cháu cho thì nói hồi má đi trả lời. Thế yeah. Đây con nhím không đái dầm nữa đây là cho. Không lấy dầm nữa để đỡ tiền điểm.
300 nghìn. Cái túi đấy trong mùa 200 mấy, 270. Ừ, 270. Đang chỗ nó bán 280 nè. Tại vì chỉ một thùng loại đó mà. 270 mình nghĩ chứ để cho thằng để cho con cún, mà con cún thì ở nhà nó có tiền thôi, chuyển mẹ đây cho thằng khoai. Con mà con cún đích nó làm to đâu mà mặc vừa đấy, là đấy ở đây lại phải XL. Nó chứ thôi cho con. Thằng khoai nó mặc tạm, nó mặc quẹn vậy. Đang được nửa mặt nhá. Được nửa. Nửa bình nhá. Mặc quẹn vậy. Thì con nó thì toàn dùng đồ hàng hiệu thôi. Nó làm gì mà dùng nó làm gì là được dùng hàng lại mình. Thế vậy thôi. Nói chung là ai cho cháu thì cháu lấy hết. Cháu trả hôm cũng... qua bữa sinh nhân giết được cái con hiêu rồi. Siêu nhún nhún đấy. Cô nhà ngoại ai chua cũng lấy đi, cũng lấy trả cũng lấy trả. Mặc quẹn vậy lại vui dễ. Ừ, đúng rồi. Mặc hơi người này kia. Bạn cháu đang kêu là vào trong đó lấy quần áo con nó mặc. Nhưng mà anh hứa là con nó cũng là con gái. Yeah. Nhưng mình cũng có rồi, thôi lấy làm gì. Thôi để mua thêm. Mẹ đây, bà đây, chỗ ấy à? Kìa. Nó lại ngại rồi. Mẹ ơi, đang dồn. Không biết tao tôm à? Đây rồi tôm à? Mà chạy đây nè. Đây rồi. Chạy thơ. Tôm nè. Nói to nhưng mà bác tính, tại vì nói không nói kiểu không đâu vào đâu cái, nếu nói con sao được. Quay đi quay. Thì quay gì mà 5 triệu. Em biết đâu. Tỏ lao thì trần. Làm lắm này cũng khá nhiều. Nhiều đi đem. Bác Quang nói nó nhỏ. Tính nó to. Nó nhỏ. Quang nói điện thoại mà. Nhưng bác Quang nó cũng ra ngu ra quái lắm mà. Quay văn lắm ạ. Thương em nó lên cái câu. Trời ơi, nó cứ bỏ mẹ ông Phương, nó bỏ mặt lên. Cái này mới thấy không? 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 Cái này mới thấ
kêu ở dưới đâu lên tầng bố. Con đi cho bà bố anh đây đi, con đi cho bà bố đây. Lên tầng bố ở được bố đó mà. Con đứng dưới đồng kêu thì nhà dậy nhá. Thằng lâu nhá. Kêu thì nhà dậy đi, đi 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 dọn nhà đi nhá. Kêu thì nhà với dì Minh, à dì Minh trước ở dưới tầng đi. Kêu dì Minh ở trong phòng ấy nè. Bà điện đi. Để cho dì mấy người vào bất thường mới nào mà được. Dì Nguyên lau nhà, còn dì Nga tốt nhà, không có dì Nguyên đang bị vậy, dì Nguyên nó bị vào chỗ vết thương. Dì Nguyên lau cho đỡ bụi. Anh ơi, cái gọi những gọi cho dì Nguyên mắc xong, nó chút cho dì Nguyên sao rồi. Dạy lau nhà, dì Nguyên lau nhà, còn kêu dì Nga quét nhà. Nga ơi! Nga! Nga ơi! Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ em đang quay cho các bác xem là đây là cái cảnh là chế bô mọi người này. Đấy, cái bô này thì nó bị gãy ở đây rồi này. Nó gãy ở cái đoạn này luôn. Cái gì vậy? Nghe cái tiếng máy cắt là kén người. Không phải là quên đi, có qua bà đấy. Quên, lúc về nhớ. Thế còn đây thì bắt đầu là hàn sắt, hàn cái đoạn này lại mọi người này. Nó là gang pha sắt kẽm, nhưng mà gang kẽm, gang nó lại giòn. Đây, bây giờ đang điều chỉnh cái ngọn lửa mọi người này. Điều chỉnh ngọn lửa cho nó ra đúng lửa mới được. To quá cũng không được, mà nhỏ quá cũng không được. Nhưng mà anh Hà nó dưới gạch hoa phải nổ đây. Nổ gạch đấy. Không kê đây nó bị nổ. Nếu giờ được thì nói gì nữa, có xuống luôn nhét vào. À, nhét vào biết cái gì đâu. Biết. Nhét vào nhét sao đâu. Đây thẳng cái. Đấy, ngày của ta này, cái đấy nó đã hơi bám vào nhau rồi nhé. Nung thì cho sắt nó chảy ra để cho nó bám vào nhau. Bây giờ sẽ dùng cái que hàn này, dùng cái que hàn này để chấm vào, bịt những cái khe hở đấy lại. Thổi cho nó chảy ra, cho nó bịt kín cái khe hở đấy lại nha mọi người nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hàn cái này thì nó khá là đau mắt đấy mọi người. Cái khói hàn nó bay vào mắt thì rất là đau. Đấy các bác xem nó như kiểu pháo hoa ấy, pháo hoa nó phọt ra. Đấy thì công đoạn bây giờ là tiếp theo sẽ là gắn cái ống tiếp to vào mọi người nhé. Còn cái này thì nó đã bị gãy rồi, nó bị mục ra, nó gãy mất rồi. Đấy, đây là cái vết hàn này. Cắt cái đoạn thủng đi. À thì ra đấy thì nó đút vừa vào cái này luôn. Đấy. Nó sẽ vừa cái đấy luôn mọi người ạ. Alo. Lô cái đòn. Đi lên nhé. Đi như giáo sư tiến sĩ. Lên. Chết dữ. Cái nào ấy? Cái gì? Cái này có đâu mà làm đâu gì. Bây giờ đang ướm vào thử coi là nó đến đâu mọi người ạ. Bây giờ bác ấy phải ướm rồi đánh dấu rồi cắt đi rồi mới hàn lại được. Xe ở biển này là nó hay bị dí lắm mọi người. Đây nó chóc hết sơn rồi này. Lọc cọc ở trong ấy à? Đấy, như vậy là bây giờ mình sẽ lắp vào là sẽ hoàn thiện được làm cái bô xe mới luôn nha mọi người nhé. Đây thì ok mọi người này. Bye bye các bác, hẹn các bác những cái video lần sau thì có cái gì hay ho hơn thì em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Tạm biệt các bác, hẹn các bác những video lần sau nhé. Muốn để vợ con làm lắm chứ nó đâu làm. Đồ này nó không làm nó thôi, đừng ăn nó. Cho nó nghỉ. Nó vậy gì? Con muốn nó làm lắm đấy, nó không làm á. Con người không làm gì, làm đi. Vậy là ngày của phụ nữ là đàn ông mà cứ vậy là hạnh phúc lắm như này. Sao mà ngày của phụ nữ ngày đấy hạnh phúc là? Ồ, thì cái ngày đấy ngày bùng nổ mà. Vậy có chỗ nào? Ba tú mấy ngày phụ nữ hay ngày bình thường? Ba tú mấy ngày? Thôi tôi xin các chị cứ bớt lời đi là được. Bớt lời đi, bớt lời đi. Mà cái lời ăn tiếng nói tôi suy nghĩ trước đây hãy nói. Ba tôi ít lời mà. Làm ít căng thẳng nó sai rồi. Làm như thế ba tôi nó nhiều lắm không bằng ấy. Chồng nó nhốt là cậu đấy.
Nó chỉ có hâm với thần kinh nó mới nhốt thôi, trời ạ. À. Hâm với thần kinh nó mới nhốt thì tự nhiên là nó mới nhốt thì không ai tự nhiên lấy nó tự nhiên nhốt. Không biết về. Không hiểu ý chồng nhé. Người ta tay tay thôi, người ta không muốn về. Thì về thì tự mà đi về thì mỗi người mỗi xe. Đồ hâm đồ dở. Đồ hâm đồ dở. Lúc nãy giòn xong chưa? Chưa, đang rửa bát. Bữa nào hâm hâm tí vậy đấy. Đang lúc cái cơn hâm lên. Sao mà ca nấu nhiều vậy? Hả? Mình biết kiểu gì lão xem vậy nên mình hỏi Tám là vậy hôm qua Long nấu gì nấu thấy ít người ăn. Kiểu gì Long cũng nói đúng không? Anh Tám ừ. Mẹ. Đi em đặt ký mấy con không? Chào lần nữa lần nữa. Chào thầy bán con này. Mà có tay nào nướng nấu thì không? Vài có vài tay kia, vài tay tay công tay Tùng tay Long là vài tay đấy là mạnh mạnh mẽ thôi chứ còn. Đi rồi. Thôi cứ về ăn cơm đi, ăn tối không biết. Ăn cơm tối nữa rồi rượu ta vào. Ngô chơi chơi đâu? Tôi mua ngô rồi mình nướng nữa. Ngô giờ này còn lắm. Sang cái biển Hồng có mọi giờ. Hôm qua chiều hôm qua em ấy thì mua ngô mà có đâu? À. Chợ nước giọt, nhưng mà không có đây thì bóng hàng giờ ý là hôm bữa thì tới đây nó mong bóng rồi còn hôm nay không biết rồi ơi đây thôi anh nào ăn bao nhiêu lạt đi này đây đây cái này không ngon đâu đây đây cái ngon đấy ở đây đây không ngon đâu cái nào cái nào được cái đấy cái ngon là mềm chỗ nó cái ngon đấy cái nào được không chưa hai nữa đây đây tối có lên uống rượu hay ăn cái gì hai vợ chồng đang ở ngoài này hai vợ chồng có là đi lên đang làm rau đấy rồi nấu ăn xong rồi anh ấy đi nào đi lên quay nào xong rồi đi mất nó chạy đi luôn cái này quá lên quá buồn mất rồi. Đúng. Mực ngon lắm, mực mực to vậy nè nhưng mà nguyên miếng trắng mà to. Cái mực to vậy nè, con to cho mấy ông à trong mình ấy. Nhúng lẩu hay là gì, ăn cái gì đi ấy. Mực này. Lấy hứa dưới bà tha đấy. Ăn quán vậy. Bà giống là bà giống mấy cái ngon ngon à. Đánh nhau à? Chơi với chị Trâm mà. Chơi với chị Trâm á. Vào nhà Long đi, cho nhà Long đi. Ngô có với tối mà đem về à, hết rồi. Anh ăn ít thôi, ăn cá anh ăn ít thôi. Rồi cá để mai mà ăn. Long đi lấy cá chết to vầy nè. Vầy nè, hai thôi đừng ăn chung á. Có một con chả ăn nó về bỏ đây nấu luôn đúng không? Ừ. Thấy bà cũng làm cũng tội, bà cũng làm việc cũng rất là khó. Này, gái này cũng vậy nè. Tập trung mà ăn đi. Ở đây muốn đây làm gì mà bây lại không ấy? Nghĩ là muốn ăn còn thừa thì. Thôi được cái đấy đi chiều đi chưa về bỏ tập bà. Về chồng bà đi. Cái bà đúng rồi. Bà không. Bà thấy con thấy con nấu ở nhà ăn. Hả? Khai trương à? À, ra khai trương tóc mới hả? Cho tóc mới. Thôi bọn chị chiều cưới. Anh chiều đi lưới nữa. Tí chị rách về đó chị. Rất bẩn. Bà chồng em là có cái trụ qua cái cơn gió này. Cơn gió. Ôi em không đói nằm đây.
không phải là chịu khó này thì ăn được, ăn xuyên suốt được. Đúng rồi, ai có thể nấu rất nhiều món. À, mì tôm này rồi là cái này nấu thì xào xáo rất ngon này. Rồi là canh cái gì giấm nấu rau quen. Bóc hàng, bóc hàng kia nhỉ, bóc hàng luôn đi. Mồm, mồm để lại nữa. Đang còn mồm một nữa. Mồm để lại chưa? Chưa nha, ba nhà mình. Chưa có ba nhà mình chưa ai nữa. Đợi đi lão nữa. Cái này chú ai muốn nấu món gì không? Cái nát này. Ở đây chắc chỉ nướng mẹ thôi. Nát nào? Nát mùi trắng trắng xào trước thì nó vỡ ra luôn. Đúng không? Chị thấy bỏ vào xôi rồi bỏ vào mà nhúng rồi, bỏ vào nó ấy xong mới ấy ra luôn. Rồi. Nó làm nghĩ là chị yêu kỹ rồi vậy. Đấy vậy là ăn luôn đấy, ăn giống như canh luôn. Là cho cái bếp vào nữa xong rồi bỏ tí rau vào nữa súp. Chớ Khanh không đi làm à? Ý là đòi rủ đi đánh luôn để về đi ra làm ăn cơm. Ăn cơm trước đi này. Để ăn làm rau xong rồi chồng kêu đi nào đi nào vứt đấy đi luôn. Đang làm này để lên chạy. Không mới đầu là bỏ là tính làm thật. Tính làm thật nhưng mà bỏ là cái này thôi này nhưng mà phơi. Xong rồi thôi đã làm. Trên này có gì đâu. Có gì đâu nha. Ý là ngựa đang làm cho đi lên quay đi xem. Chạy điện lấy lên làm luôn. Mà thì vợ quay thằng chồng làm. Để đấy chiều ăn thì ấy ra rồi mà làm. Cho con đi mất cái chi tết. Sang. Chưa. 4 phút. Từ từ tí nữa. Đầu đi. Chị Thúy đâu về đấy? Đi lấy à? À đi lấy vậy à? Không, em đừng chị đâu. Ăn luôn đi. Ăn luôn đi. Nấu ăn cơm, nấu cơm xong rồi. Có lết cái kiểu đi ăn. Em nó bảo là biểu đi để đến trưa ăn luôn cho nó. Làm thế công nó đi làm cứ nhắn tin tưng tưng nó mới cho rồi. Không muốn được. Hả? Lòng này nửa vắng lòng công không muốn được. Nè, không có cái to to cho đấy, có thể bỏ ướp vào nước cũng được. Thôi, mà nó hao á, nước nó quắt tí nhá. Ừ. Chiên một nắng. Đó, đây này, chú mua 20 nghìn đây này. Qua đi chợ. Nghe đâu? Tầm tơi cũng 12 nghìn nhá. 15 nghìn nha. 15 nghìn mà thêm người thôi. Thêm mua quả dưa gà, rồi chú với lại mua mấy cái thảo. Ừ. Cá, ăn thôi. Anh ơi, ngâm nồi cơm đi anh ạ. Tí nữa vào đánh. Cơm chưa? Ăn sáng rồi nhà cháu ăn muộn mà. Hai vợ chồng nhiều hôm á, chả ăn cơm mà nấu mì tôm ăn. Hai vợ chồng một cái không dễ. Tám người ăn chồng á, phải nấu cơm với ăn thế. Bố tím này, bố đĩa đi này, phải nấu cơm ăn rồi. Không, để cho ông dễ. Nó để cho ông vệ để ông vệ khó. Tùy từng người. Không như chị tím đây, ai mà đầu của ăn. Ba trồng giống đồ họa nhưng mà xong nó tùy người bố trí nhưng mà nói chung là con trai thì người ta vẫn thích ăn cơm hơn là ăn hạt vặt như mình. Mình lại ăn hạt vặt nó vẽ bụng rồi, đứng vẽ bụng rồi. Cái nhà khoai cá áo đi Noel cơ đấy. Bây giờ mặc đồ vừa hả? Ừ, cái năm ngoái có tiền rồi thấy mua hết nên năm nay toàn mặc quần áo cũ mà. Không có tiền thì mới vậy chứ sao. Thầy cháu đang là nữ gần 2 tháng lắm đi đẻ mà. Chồng cháu đi kêu đi mua quần áo cho thằng bận mình. Ừ thì cắm luôn đấy. Đấy mua đấy. Mua hôm nay giặt hết. Hôm qua mày để sớm. Bây giờ để sớm hay để muộn nhưng mà cháu có đồ của con nhím rồi cũng đỡ. Ừ. Nói chung là chủ yếu mình sắm cái đồ thôi, còn đứa hai bớt đi phần nào.
khi nào sắm hết bao nhiêu triệu tiền đồ cho nó đấy. Bây giờ thêm đi với bà Thoa rồi sắm 3 triệu bằng con da chim cũng có tít cả da chim còn cũng đi sinh mỗi thứ một ít chứ không phải chỉ có nó cho đi sinh nhiều nên là thêm nhiều sinh mà mỗi thứ một ít bò cũng mua một ít thôi không dám mua nhiều. Quay đây này, đây sinh của chị gái ở cháu ấy. Chị cũng sinh rồi ha, chị họ nhà nó bác cũng sinh một đứa tí. Đợt có mua 20 tả mà cô dùng mấy mà. Giờ ít chủ tả người ta đừng biết. Mà y chứ mình mới biết nên mình mới người mới đĩa nó thì biết chăng nữa. Ừ. Ai mà biết. Chứ mà mình người ta đĩa trước người ta nói mình thôi thôi chứ mình cũng biết mua. Mà đấy mua 20 cái ít ạ. Ừ. Không, mùa hè là quấn đã nó mát thoải mái. Còn nhưng mà mùa đông là quấn mặc đi. Nên lúc đĩa chín lên 10 rồi thì cũng khô, là nó cũng khô xe lạnh rồi. Lúc khô xe lạnh rồi. Năm nay năm nay nó nóng lâu rồi. Nhà đấy có mấy cái khác mà cứ để đang nhăn nhá, ghét vậy chứ. Đó, người đang làm nhà đó. Từ trước rồi kiếm thay em lên một nhà thì em mùa đông là không nước thì rồi đem cháu đi chơi con nước. Nước là cháu có sang ngoại đâu mà nước chết, là ngại mì chết mì vịt lấy lá vào nhà tổ rồi mì chết thôi coi ông đánh cho tôi đó ông xẻo chim đi thôi không đi cho nó rồi đây tát tôi giày cho nó ấm chắc là nó đi tát nó cứ nổi cả thôi buổi tối đi chơi mặt vừa bị mụn nhím không quốc nhím dùng không dùng nữa rồi cho không thấy đưa hồi chú mình bảo cho mình con Hà đưa thì hồi biểu cháu cho thì nói hỏi má đi trả lời vậy yeah. Đây con nhím không đái dầm nữa đây là cho không lấy dầm nữa để đỡ tiền bím làm cô bím cũng 200-300 nghìn cái túi đấy trong mùa 200 mấy 270 đang chỗ nó bán 280 luôn. Tại vì chỉ một thùng loại đó mà. 270 mình chỗ. Nghĩ chứ để cho thằng để cho con cún mà con cún gì ở nhà nó có tiền thì chuyển mẹ đây cho thằng khoai. Con mà con cún đích nó làm to đâu mà mặc vừa đấy là ở đây là thằng XL. Nó chứ thôi cho thằng khoai nó mặc tạm nó mặc quẹn rồi. Đang được nửa mặt nhá. Nửa bình nhá. Mặt khỏe không vậy? Có gì à, con nó đi. Nước mình toàn dùng đồ hàng hiệu thôi. Nó làm gì mà dùng. Nó làm gì là dùng lại mình. Nên vậy thôi. Anh nghe thế này cũng nói chung là ai cho cháu thì cháu lấy hết ạ. Cũng... hôm qua bữa sinh nhân nhím được cái con hiêu rồi siêu nhún nhún đấy thế cũng cứ mua nhà ngoại ai chua cũng lấy đi cũng lấy trả cũng trả nhưng mà quẹt lại mua lại nuôi dễ ạ đúng rồi mặc hơi hơi người này người kia bạn cháu đồng kêu là vào trong đó lấy quần áo con nó mặc nhưng mà anh hứa là con nó cũng là con gái nhím thì cũng có rồi thôi lấy làm gì thôi mua thêm